Hãy cho các bạn coi về cái bộ trị mụn này nha. Trị mụn á, đó nó gồm có 3 cái trong một set như này nè. Một set như vậy có 3 cái nha. Sữa rửa mặt, tái tạo da sau khi bị mụn nè, thâm da nè, ha. Rồi bị thâm da, rồi bị kiểu như là nó bị nở lỗ chân lông ra thâm, rồi bị giống như là bị gọi là mặt rỗ, người ta gọi là vậy luôn ha, rỗ luôn nha. Thì bây giờ Việt Hương sẽ dùng cái này, đặc biệt cái sữa rửa mặt này á, khi các bạn mua một bộ nó cái sữa rửa mặt này là sữa tặng, như cái sữa rửa mặt này mà bán đơn không á là 290.000 một cái tuýp này, 290 hay 330, 290.000 cái tuýp này. Lý do tuýp này nó sẽ làm cho các bạn cân bằng cái bề mặt da và chống cho các bạn mọc mụn lại. À, các bạn không mọc mụn lại. Anh Quỳnh sản phẩm xài đã lắm. Rồi, Việt Hương sẽ rửa mặt cho các bạn coi. Lấy khăn ướt nữa, nhúng nước. Đây là nước ha, Hương uống. Các bạn ơi, các bạn không có share livestream thì các bạn không có được tặng quà đâu. Các bạn có đề chữ tặng quà cũng không có được tặng. Rồi, Việt Hương nhúng ướt cái mặt của mình. Nhúng ướt cái mặt của mình. Đó. Sau đó Việt Hương dùng cái tuýp này trong cái bộ mụn nha, dành cho những người bị mụn nha, dành cho những người bị mụn đây ha. Rồi Việt Hương sẽ lấy một lượng ra, một lượng này Hương đang xài nha, một lượng ra đó. Sau đó bôi lên mặt, rửa mặt. Đặc biệt cái này nó chiết xuất từ mùi hương thơm á, chiết xuất á từ hoa sen. Mà các bạn biết hoa sen là nó thanh khiết cỡ nào, nó rất là thanh khiết cho cái bề mặt da của mình đó, và nó không có tạo bọt nhiều và cân bằng độ nhờn cho da. À, các bạn thấy Hương rửa mà giờ nó trắng rồi nè, thấy chưa? À, rửa đó. Rồi xong sau đó đây ha, không có tạo bọt nhiều, lấy một cái khăn ướt sạch lau cái mặt của mình đó. Đó, nãy ta đánh son, giờ ra son, thấy ghê không? Đó. Thấy ghê không? Đó, thấy không? Càng càng trắng rồi ha. Sạch cái mặt của mình rồi. Đó. Sạch chưa? Đây là tip sữa rửa mặt của bộ trị mụn. Và chỉ có nó trị được nó thôi nha. Là nó tiết chế cho bạn không mọc mụn lại ha, giúp cho bạn không bị mọc mụn lại, nghe chưa? Là trong cái này có nghĩa là khi mà các bạn mua cái bộ này ha, các bạn mua bộ này thì mua hai cái này được, mua hai cái tip này được tặng cái này,